Tất cả các bạn, hôm nay tình chương trình bên này lại quay lại với các bạn với bài 12 của giáo trình Hán ngữ 1. Và bây giờ chúng ta sẽ viết trang cùng nhau. Đây là cuốn tập viết. Và chữ thứ nhất chúng ta có cái từ chiều hộ là lâu rồi. Các bạn viết như sau nhé. Thứ nhất như này. Các bạn đọc là gì? Chiều hộ. Và cử là lâu rồi. Người ta thích số 9 cũng bởi vì là chữ số 9 nó đọc phát âm giống hệt như cái từ mãi mãi này. Chiều này là lâu rồi. Lâu lắm rồi không gặp bạn nói nào. Háo chiều phú chè nữa. Háo chiều phú chè lờ. Háo chiều phú chè lờ. Chữ chè này thì ở trên gà gồm có bộ quynh, dưới là bộ nhi. Cho bé bước hai chân đội cái mũ đi gặp ai đó, đúng không? Lâu lắm rồi không gặp, tiếng Anh là long time no see đấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ là khó chịu của chè là lâu lắm rồi không gặp. Từ kế tiếp các bạn có từ sân thỉ. Sân thỉ các bạn viết như sau. Đầu tiên này, đầu này, ba cái xương sườn này, áo mắt ngang, thì bạn gọi nó là chữ gì? Chữ sân. Sân này thì âm văn Việt gọi là chữ thân nhé. Đầu ba xương sườn áo mắt ngang. Chữ thỉ bạn làm thế nào? Nhân đứng bộ mộc thêm cái gạch thì chữ này là có chữ thỉ. Nó là chữ thể. Nhân đứng tức là có gì ạ? Con người. Nhân đứng. Thế còn ở dưới bên cạnh thì nó là bộ gì ạ? Bộ mộc mà gạch ngang này gọi là chữ bản nhé. Tiếng Trung đọc là bản. Thì cái này có nghĩa là cái gốc cây. Cây thân thể là cái gốc của con người. Con người muốn phát triển, muốn thể hiện cái ý tưởng thì của mình cũng phải có sức khỏe tốt, đúng không? Nǐ shèn tǐ hǎo ma? Bạn sức khỏe tốt không? Wǒ shèn tǐ hěn hǎo. Tôi sức khỏe rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cùng với nhau với một cái từ khác, đó là bẩn chữ. Bẩn chữ là quyển vở. Thì các bạn viết như thế nào? Đầu tiên như này, bộ mộc đúng không? Gạch ngang cả, đọc là bẩn. Nó người gọi là bản, bản này. Tư bản cũng dùng nó. Chữ chữ ất mọc gạch ngang chữ, người ta gọi chữ từ. Bẩn chữ là quyển vở. Ủa mà y bẩn bẩn chữ, tôi mua một quyển vở. Của này, mải này, y bẩn bẩn chữ. Của mải y bẩn bẩn chữ. Của là tôi nhé, mải là mua nhé. Y bẩn bẩn chữ. Ở đây ta có chữ mải đầu tiên đó là bộ này. Cái này người ta cũng đất. Ở dưới anh đại có hai cái tóc trên đầu, người ta bộ này, bộ đầu. Đầu là cái đầu, tiếng Trung đọc là thấu. Úa mải y bấn bẩn chữ, tôi mua một quyển vở. Thì bẩn là lượng từ của những thứ gì? Sách, vở, tạp chí, từ điển. Ví dụ y bẩn sư, một quyển sách. Y bấn bẩn chữ, một quyển vở. Y bẩn trá chữ, một quyển tạp chí. Rốt cuộc bẩn là lượng từ của sách, vở, tạp chí, từ điển. Y bẩn sứ điển, một quyển từ điển cũng được nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang một từ khác là ý cơ xịn phong, tức là một cái phong bì. Thế xịn phong thì các bạn viết như thế nào? Đầu tiên xịn thì các bạn viết như sau. Đầu tiên là bộ nhân, nhân đứng, chấm đầu, nhị, khẩu. Cái này bạn đọc là xịn. Ở đây là chữ tín. Tín là thư. Thì do ai viết ra? Do người viết ra. Bạn có bộ nhân, nhân đứng, chấm đầu, nhị, khẩu. Bạn có chữ này là chữ ngôn. Và tiếng Tàu là gì? Yé. Chấm đầu, nhị, khẩu. Thế còn bộ ngôn nữa như này. Như này gọi là bộ ngôn. Ngôn bộ. Còn ngôn này là ngôn gì? Ngôn chữ. Ngôn từ mà người ta viết ra thì đó là bức thư. Giữ chữ tín hơn giữ bảng cũng chính là chữ tín này. Em hứa với anh, em viết một cái thư đúng ngày này, tháng sau, giờ này em sẽ trả tiền cho anh. Và đúng ngày đó chúng ta thực thi được cái những gì chúng ta viết ra.
Vậy là chúng ta đã giữ được chữ tín. Chữ dự tín hơn giữ vàng cũng chính là chữ tín này. Thế còn chữ phơ thì bạn làm như sau. Ha thổ đấu đầu nhau, bên cạnh có bộ gì? Bộ thốn. Thế là bạn nào là phơ. Ở bên Việt là chữ gì? Chữ phọ. Hai thổ thì tạo ra chữ khuê, là một cái đồ vật hình tam giác ở trong văn phòng để mình viết, gọi là phòng đọc sách ấy, hoặc là viết chữ ấy. Thế thì ta có một bộ nữa là bộ thốn. Thốn tiếng Trung người ta gọi là tấc, tấc bất tấc vàng, hoặc là một cái gì đó nhỏ bé. Ý cơ xin phong là một cái phong bì, nhưng mà ngược lại y phân xin thì lại là một bức thư. Chúng ta viết nhé, y phân xin thì lại là một bức thư. Ý cơ xin phong thì lại là một cái phong bì. Còn y phong xì tức là một bức thư. Cái này nó hơi đảo nhau, nghĩa ngược nhau luôn. Từ kế tiếp chúng ta sẽ sang một cái từ tên là tâu. Tâu là đều. Thì các bạn viết như thế nào? Đầu tiên là bộ thổ đi. Sau đó nét phẩy, ở dưới là bộ gì? Bộ nhật. Bên cạnh các bạn viết bộ liễu. Cái này bạn đọc là tâu. Tâu là gì? Đều. Còn cái việc đó là chữ đô nhé. Đô tức là đô thành. Vì sao là sở tu thủ đô mình dùng chữ đô này được nhá. Thổ này, phẩy này, nhật tạo chữ giả. Giả là tôi. Thế còn bên cạnh là bộ gì? Bộ liễu, giống như cây liễu này bên hồ. Ông là đều. Ủa mần tâu lại, chúng tôi đều đến. Tham ân tâu trụy, họ đều đi. Ví dụ như thế. Từ kế tiếp các bạn có một cái từ là từ chen tỉ. Chen tỉ các bạn có nghĩa là cái bút chỉ, bộ kim, bộ kỳ, bộ khở. Nghe bạn đọc là chen nhé. Bạn viết là chữ riêng, riêng bút. Thế chữ tỉ thì bạn viết như thế nào? Chúc, mặc. Nghe bạn đọc là tỉ. Bạn viết nó là chữ bút nhé. Thế chữ riêng đầu tiên giải quyết này. Đấy, bộ này là bộ gì? Bộ kim. Ngày xưa là bút rất là đắt, đúng không? Mà dùng vàng mới mua được. Đấy, kỳ, chúng ta ngồi bên cái bàn uống trà, nói vài câu rồi là viết nó. Dưới là bộ khẩu mà. Thế còn chữ tỉ là hai chữ cao này. Các bạn thấy giống cái lá trúc. Ta gọi bộ này là bộ gì? Bộ trúc. Ở dưới bạn có bộ gì? Bộ mao. Mao là cái gì? Cái lông. Bút ý, thì quạt là quạt bằng trúc, và ngòi là bằng lông. Đâu còn gì đó, đúng không? Ý chữ chen tỉ là một chiếc bút chì. Cái từ kế tiếp mà chúng ta sẽ viết cùng với nhau đó là từ sâu khua yuán. Sâu khua yuán là người bán hàng. Sâu thì các bạn viết như nào? Đầu tiên là bạn có bộ này, bộ truy. Cái này bạn đọc là sâu. Ta gọi chữ này chữ thụ. Thụ hóa viên. Bán hàng là như nào? Bán con chim đúng không? Truy này là con chim lông lông ngắn này. Truy. Ở dưới bộ khẩu thì bán thì phải nói dăm câu gì đó khách hàng cho người ta thích đúng không? Để bán được hàng. Bán con chim nói vài câu cho khách họ mua. Chữ khua là gì? Bán là hàng hóa. Nhân đứng này. Số 7 này ở dưới bộ bối. Cái này bạn đọc là gì? Khua là chữ hóa. Thụ hóa viên. Thì nhân đứng với cả số 7 thì tạo ra chữ hóa, hay có nghĩa là gì? Biến hóa. Thế còn bộ bên dưới là bộ này. Bạn gọi nó là bộ gì? Bộ bối, tức là tiền. Hóa này tức là hàng hóa. Hàng hóa thì là người dùng gì? Người ta biến hóa từ hàng hóa trở thành gì? Thành tiền. Hoặc là dùng tiền thì để làm sao? Mua được hàng hóa. Khô là hóa. Ví dụ như là sâu khô yuán thì cái nguyên cả câu nó có nghĩa là người bán hàng. Chữ yuán thì bạn viết như sau. Bộ khẩu, ở dưới là bộ gì? Bộ bối. Cái này bạn đọc là yuán nhé. Đúng không? Viết chữ viên. Trên khẩu dưới bối. Nhân viên là người mở mồm ra chỉ toàn bàn chuyện là lương. Bối là tiền mà. Tiền lương em ra làm sao? Chả chăm chỉ làm gì thì
nên cả cuộc đời mình chỉ là nhân viên. 我爸爸是售货员, bố tôi là nhân viên. 你妈妈是售货员吗? Mẹ bạn phải là nhân viên không? 他们都是售货员, họ đều là nhân viên. Từ kế tiếp chúng ta cần phải học đó là một cái lượng từ. Lượng từ này tên là chư. Thì gọi là như sau. Đầu tiên là có bộ diện của bộ mộc, thường là hướng cái cành cây mà. Cái này đọc là chư nhé. Ở người là chữ chi, gọi là chi nhánh. Mộc này, thập này, và bên dưới là có bộ diện của hữu này. Chư là lượng từ gì dạng cành nhánh, dạng ống nữa. Ý chữ la chú một ngọn nến, ý chữ tỉ một cái bút. Lúc nãy mình vừa học cái chen tỉ là bút chì đúng không ạ? Ý chữ chen tỉ là một chiếc bút chì. Tôi có một chiếc bút chì, úa hiểu ý chữ chen tỉ. Các bạn viết cả câu nhé. Của này, hiểu này, ý chữ chen tỉ, diệt bút này. Của là tôi này, hiểu là có này, y chứ chiến tỷ. Mình nhắc lại nhé, chứ là lượng từ có gì dạng cành nhánh, ví dụ dạng ống này, ví dụ như là y chứ la chú một ngọn nến, y chứ tỷ một cái bụi. Từ kế tiếp chúng ta sẽ đến với nhau đó là từ lái. Lái là đến nhé, thì bạn viết như sau: ngang bắt ngửa, ngang sổ bắt úp. Cái này bạn đọc là lái, âm tiếng Việt gọi là lai hay là tương lai. Những gì sắp đến với mình là tương lai, là lái nhé. Từ này nó sẽ ngược với cái từ này chi, âm Việt là chữ gì, chữ khứ. Những gì đã đi qua là quá khứ, những gì sắp đến là tương lai. Lái thường cái xu thế của hành động nó sẽ hướng về phía người nói. Ví dụ bạn đang ở nhà thì bạn mời bạn trai của mình đến nhà, bạn sẽ nói nì lái của chị em ạ, nì lái của chị em, anh đến nhà em đi. Còn nếu bạn ở trường thì bạn bảo bạn trai đến nhà mình thì bạn phải nói nì chui của chị em ạ, nì chui của chị em ạ, anh đi nhà em đi. Bởi vì hành động có hướng về mình không? Không. Đó. Lái và chị nó khác nhau điểm đó. Hành động là hướng về phía người nói thì bạn dùng lái, và đi xa khỏi người nói bạn dùng chị. Còn đi đâu không biết, không quan tâm, đúng không? Chỉ cần không hướng về phía mình là mình bảo truy tất. Đó. Đấy là sự khác biệt giữa lái và truy. Thì bây giờ mình viết cả câu đó ra nhỉ? Nỉ lái của chị em bảo. Nỉ lái của chị em. Đến nhà em đi. Nỉ lái của cha bạc. Chữ cha trên bộ miên, dưới bộ thì. Miên là mái nhà, thì là con lợn. Trên người và dưới lợn là ra cái nhà. Còn ba là khi bạn rủ dê gà gẫm trên bộ khẩu. Làm sao chữ ba? Khi rủ dê gà gẫm bạn phải dùng cái mồm. Và phải làm sao? Phải đằng sau là cái chữ chi phát âm của nó, chữ ba nhá. Nỉ lái của cha bạc. Anh đến nhà em đi nhá. Chữ cuối cùng trong ngày hôm nay chúng ta cần phải học đó là tên Diên, Khén, Phan, Điền, Phương, tên một người Trung Quốc. Các bạn sẽ viết chữ Điền trước nhé. Khén này thì các bạn viết một cái bộ khẩu đấy ở trong một dấu cộng. Cái này bạn đọc là Khén, là gì, là Điền. Điền này là ruộng nhé, ruộng chia bốn góc. Thế còn chữ Phan là mà bộ thảo, thảo đầu này. Sau đó chữ Phương nha, cái này bạn đọc là chữ gì, chữ Phan hay còn gọi là phương. Thế chữ phương nó gồm những cái gì ạ? Trên là bộ diện, bộ thảo, thảo đầu nhá. Thảo đầu là diện là cây cỏ. Ở dưới là chữ phương này, có nghĩa là diện phương, phương hướng. Thế tại sao mà tên người lại dùng chữ phương này mà không dùng chữ phương hướng? Là bởi vì cái chữ phương này này thì nó có nghĩa là tiếng thơm, tiếng thơm để muôn đời đó. Thì ta dùng cái này hay hơn, đúng không? Ủa chèo Thiền Phang, tôi tên là Điền Phương. Nì sư Thiền Phang mà, bạn có phải là Điền Phương không? Ủa bú sư Thiền Phang, tôi không phải là Điền Phương.
Bạn viết cả câu thử nhé. Phú sư khiến phong phú sư thiền phạm. Của là tôi này, phú sư là không phải này, thiền phạm là gì ạ? Địa phương. Phú sư thiền phạm, tôi không phải là địa phương. Hôm nay tính chương trình viên đầu hướng dẫn cho các bạn xong bài 12 của giáo trình Hán ngữ 1. Việc các bạn về nhà này, viết bài khóa ra vở, chụp ảnh up lên trên nhóm, đọc bài khóa cũng up lên trên nhóm Facebook của chúng ta. Bài tập làm hết, trước khi làm thì xem cái hướng dẫn của mình đầy đủ từ đầu đến cuối của bài 12, xem mình hướng dẫn làm sao để làm cho nó chính xác. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở bài số 13. Tiếng Trung chưa biết đâu. Chúc bạn học tiếng Trung thành công. Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại cùng với các bạn với bài 12 của giáo trình Hán ngữ 1. Bước 1, các bạn sẽ đọc qua từ mới cùng mình. Kháo chiểu, sân thỉ, tha mân, tâu, tung xị, chen thỉ, sâu khổ yuán, chư, giải, lái, bẩn dự, xin phân, thén phang, bài. Bước 2, bạn sẽ quay về phần bài khóa và đọc qua cùng với mình. Lão sư, nín khó. Thầy giáo, chào thầy. Ní khó, chào em. Kháo chiều cúi chen lợ. Lâu lắm rồi không gặp. Nín sân thí khó ma. Thầy sức khỏe tốt không? Hấn khó, rất tốt. Ní ba bà ma mà khó ma. Bố mẹ em khỏe không? Tha mân tâu khấn họ. Họ đều rất khỏe. Đoạn số 2. Uống mải chen tỷ. Tôi mua bút chì. Ní mải sấm tung xị. Bạn mua cái gì? Uống mải chen tỷ. Tôi mua bút chì. Ní ảo chỉ chứ. Bạn muốn mấy chiếc? Yào lẻm chứ, muốn hai chiếc. Khá yào sấm mơ, còn muốn cái gì khác không? Trải lại, thêm. San cơ bẩn dự, ba quyển vợ. Sứ cơ xin phân, 10 cái phong bì. Ta quay lại phần từ mới. Háo chiều là lâu lắm rồi. Háo chiều cuối chen là lâu lắm rồi không gặp. Nín sân thí khỏ ma, ông sức khỏe tốt không? Tha mân tâu khấn họ, họ đều rất khỏe. Tung si là đồ đạc. Ní mải sấm tung si, bạn mua đồ gì? Bố mải chen bì, tôi mua bút chì. Ní eo chỉ chứ, bạn muốn mấy chiếc? Chứ là lượng từ gì dạng cành nhánh. Ví dụ, ít chữ xấu chữ một ngón tay, ít chữ bỉ một cái bút, ít chữ khoải chữ một cái đũa. Chốt lại, chữ là lượng từ gì dạng cành nhánh. Bản thân chữ chữ khi ta dịch sang âm Hán Việt, nó có nghĩa là chi, tức là chi nhánh. Sâu khua yuán là người bán hàng. Của bú sư sâu khua yuán, tôi không phải là người bán hàng. Nì sư bú sư sâu khua yuán, bạn phải là người bán hàng hay không? Giải lái là thêm. Giải lái san cơ bẩn chữ, thêm ba cái phong quyển vở. Sứ cứ xin phân, 10 cái phong bì. Của bú sử thiền pháp, tôi không phải là điền phương. Của sử bái lão sư, tôi là thầy giáo Bạch. Sau đây chúng ta chuyển sang phần chú thích. Háo chiều bú chè lợ, tức là lâu lắm rồi không gặp. Chúng ta quay sang phần bài tập ngữ âm. Phản quân, phản quân. Sân thỉ, sân chi. Tan sự, tang sứ. Chín nén, chín yên. Dân mín, dân mín. Khai khoa, khai pha. Y chư, y phiên, y nén, y thoán. Y chỉ, y quả, ý cung, ý phiên. Vậy ra, y sẽ đọc là ý khi từ kế tiếp kết thúc bằng dấu huyền. Chúng ta đi tiếp. Bí chữ, sảng chữ, tu chữ, khu chữ. Bí chữ là cái mũi, sảng chữ là cái cổ họng, tu chữ là cái bụng và khu chữ là cái quần. Chín chữ, bây chữ, lây ma, lây lở. Chín chữ là cái váy. Bây chữ là cái chăn. Lây ma, mệt không? Lây lợ, mệt rồi. Ưa ma, đói không? Ưa lợ, đói rồi. Khửa ma, khát không? Khửa lơ, khát rồi. Lần lớp, lạnh rồi. Tùng lớp, hiểu rồi. Xèo lớp, nhỏ bé đi rồi. Sỏ lơ, thiếu rồi. Chỉnh khưa, nỉ thiên, khửa nấng, khẩn thấm. Háo lần, háo tùng, mấy khảo, xấu biểu. Khẩn tạ, khửa phạ, khẩn mạng, họ phạ. Vậy ra, nếu hai thanh ba đều nhau, thanh ba thứ nhất sẽ đọc thành thanh hai. Đọc liền nhân tiết. Trung huấn loạn chèn, phần mềm tiếng Trung. Khan in xứ điển, từ điển Hán Anh. Xế sân xứ tháng, nhà ăn của học sinh. Xin khóa su tiện, nhà sách Tân Hoa. Cải cửa khai phạm, cải cách mở cửa. Phán rúng phụ chiếm,
phồn vinh phú cường, dân民 hạnh phúc, nhân dân hạnh phúc, mấy khoảng lý xiển, lý tưởng cao đẹp. Bây giờ chúng ta nhìn tranh và mô tả. Trước sự sớm, đây là cái gì? Trước sự sofa, đây là ghế sofa. Trước sự tả in chi, đây là máy in. Trước sự tiền đảo, đây là máy tính. Trước sự su quê, đây là tủ sách. Trước sự chua chữ, đây là cái bàn. Trước sự y phấn hoa, đây là một bồn hoa. Trước sự sầu chi, đây là điện thoại di động. À, bây giờ chúng ta sang phần đọc to rõ ràng. Bài 3. Ní mải sớm mắc, bạn mua cái gì? Ủa mải bẩn dự, tôi mua vợ. Ní ảo chỉ cơ, bạn muốn mấy cái? Ủa yào san cơ, muốn 3 cái. Ba quyển. Khái yào phía thờ mắc, còn một cái gì khác không? Trải lái sứ cơ xin phân, thêm 10 cái phong bì. Lẻng chữ chèn tỉ, 2 gũ chỉ. Xong rồi trả lời câu hỏi, bài 4. Ní chào sớm mắc mình dự, bạn tên là gì? Ủa chào Phan Giáng Châu, tôi tên là Phạm Dương Châu. Nǐ shì nǎ guò rén, bạn là người nước nào? Wǒ shì yuè nán rén, tôi là người Việt Nam. Nǐ shì xuế sēng ma, bạn phải là học sinh không? Wǒ shì xuế sēng, tôi là học sinh. Nǐ zài nǎ xuế xí, bạn học ở đâu? Wǒ zài biān zhūng xīn xuế xí, tôi học ở trung tâm bờ mương. Nǐ xuế xí shěn me, bạn học tập cái gì? Wǒ xuế xí hàn wǔ, tôi học tập tiếng Hán. Hàn wǔ nán ma, tiếng Hán khó không? Khăn ủy bú thai nán, tiếng Hàn không quá khó. Nì chu nà, bạn sống ở đâu? Của chu khứa này, tôi sống ở Hà Nội. Nì tờ tiên khoa hao mà sư tu ở xảo, số điện thoại của bạn là bao nhiêu? Của tờ tiên khoa hao mà sư, số điện thoại của tôi là 09431694184. Hoàn thành hội thoại. Nì mải sớm mơ, bạn mua gì? Bố mải xiềng treo, tôi mua chuối. Y chín tua xảo chén, một cân bao tiền? Y chín sư khoai ủ, một cân 4.50 đồng. Ní mải chỉ chín, bạn mua mấy cân? Ủa mải sàn chín, tôi mua 3 cân. Chí chữ y chín tua xảo chén, quýt 1 cân bao tiền? Chí chữ y chín ủ khoai, quýt 1 cân 5 đồng. Ní mải chỉ chín chí chữ, bạn mua mấy cân quýt? Ủa mải ở chín chí chữ, tôi mua 2 cân quýt. Ý cùng tua xảo chén, tổng cộng bao tiền? Ý cùng ơ sứ ơ khoai, tổng cộng 22 đồng. Treo chi khuây khoa, hội thoại giao tiếp. Ý phí nhiếu nải, một chai sữa bò. Ý cơ men bao, một cái bánh mì. Ý cơ mán thậu, một cái bánh hấp. Ý cơ bao sự, một cái bánh bao. Ý trang hoàn bao, một tờ tin chiều. Ý chữ chen bì, một chiếc bút chì. San cơ bẩn sự, 3 quyển vở. Sự chế tiện chứ, 2 cuộn phim. Lẻng cứ treo chuyện. Sự chế tiện chứ là 4 cục pin. Lẻng cứ treo chuyện, 2 cuộn phim. Ý trang trừ, một tờ giấy. Ý khoai tàn cao, một miếng bánh ngọt. Ní mải sớm mơ, bạn mua gì? Bố mải y pính tí triệu, tôi mua 1 chai bia. Pính của tôi sở chén y chín. Táo, bao nhiêu tiền 1 cân tàu? 1 cân tàu là 500 gram. Bạn muốn mua đầy đủ cả kg, bạn phải nói. Cung chín, ủ khoai 5 đồng. Xeng treo y chín tôi sở chén, chuối bao tiền cân? Ủ khoai ủ 5 đồng rưỡi. Khở lừa tôi sở chén y pính, coca bao tiền 1 chai? Liêu khoai liệu 6 đồng 6. Mán thậu tôi sở chén y cựa, bánh hấp bao tiền cái? Ủ máo 5 hào. Quản bao tôi sở chén y trang, báo ra buổi chiều bao tiền tờ? Ủ máo 5 hào. Tèn chứ tôi sở chén y chía, pin bao tiền cục? Sư khoạn 4 đồng. Treo chuyển tôi sở chén y cựa, phim bao tiền cuộn? 23 khoại 28 đồng. Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn dứt điểm cho các bạn cái bài 11, bài 12 của giáo trình Hán ngữ. Việc của các bạn là gì? Về nhà này sẽ làm hết, giải quyết hết cái phần bài tập này. Việc tiếp theo các bạn làm gì? Các bạn sẽ phải giải quyết hết cái phần từ vựng của bài khóa, đọc 5 lần, lần thứ 6 up lên YouTube, đúng không nào? Sau đó các bạn còn phải làm gì nữa nào? Các bạn viết chính tả nội dung bài khóa từng chút chút một, và cũng nộp vào nhóm học tiếng Trung online để tôi chấm và chữa các cái lỗi sai cho các bạn. Có một số bạn hỏi một câu là đăng ký lớp học tiếng Trung online thì có gì hay hơn là học miễn phí ở trên kênh của thầy? Có các cái hay như sau. Một là sẽ được tham gia nhóm học tiếng Trung online và sẽ được tôi chấm điểm. Ví dụ các bạn có thể xem
cái các lớp học tiếng Trung online như sau. Đấy, ví dụ các bạn thấy các bạn trong lớp là người ta đang làm bài tập này. Đấy, tôi chấm điểm này. Đấy, đấy tôi sẽ sửa các lỗi sai và chấm điểm cho các bạn. Đấy, đấy là những cái lợi của lớp học tiếng Trung online. Thế thì còn cái lợi gì nữa không? Cái lợi nữa là sẽ được kiểm tra và làm các cái bài tập ở trong đó và nhận được khối lượng bài vở một cách đầy đủ, trong khi các bạn học lớp tức là các bạn chỉ xem ở trên kênh không thôi thì kiến thức nó chỉ chiếm được khoảng 1/3, 1/4, thì nó không mang tính hệ thống. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.